Hello mọi người, thì hôm nay là chủ đề tiếp theo. Thì trước tiên đi vào với chủ đề ngày hôm nay á, thì mình sẽ nhắc lại cho mọi người một xíu về lý thuyết market structure. Thì đối với xu hướng của thị trường, có phải mình sẽ có 3 xu hướng tiêu biểu, đó là xu hướng tăng, xu hướng giảm và xu hướng đi ngang. Đối với xu hướng tăng thì có phải là giá nó tạo hành động cho mình bằng đỉnh sau cao hơn đỉnh trước, đáy sau cao hơn đáy trước, và nó xác nhận cho mình thông qua cái hành động đó là market structure break. Và đối với xu hướng tăng thì đương nhiên mình sẽ ưu tiên việc long hơn là short. Và mình sẽ canh long ở đâu? Có phải mình sẽ canh long khi giá nó về nó tạo high ở lâu, thì lúc này mình sẽ long lên theo với xu hướng của thị trường. Còn ngược lại, xu hướng giảm á, thì nó sẽ tạo cho mình đó là đỉnh sau thấp hơn với cái đỉnh trước và đáy sau thấp hơn với cái đáy trước, và nó cũng xác nhận cho mình thông qua cái hành động đó là market structure break. Và đối với xu hướng giảm á, thì mình sẽ ưu tiên short hơn là long, và mình sẽ short khi giá nó về nó tạo low ở high cho mình, thì lúc này mình sẽ canh short theo cái xu hướng của thị trường. Thì đó là lý thuyết về market structure. Trông thì nó rất đơn giản, nhưng mà khi vào thực tế thì sao? Đây là một cái ví dụ thực tế. Có phải là mọi người sẽ rất khó để hình dung ra được đâu là đỉnh, đâu là đáy? Thì chủ đề ngày hôm nay mình sẽ chia sẻ cho mọi người cách để mình xác định một cái đỉnh, một cái đáy nó ít bị quét nhất có thể, và cái vùng đỉnh, vùng đáy đó nó có khả năng giữ được giá. Thì đó cũng là cái ý nghĩa của chủ đề ngày hôm nay, nó là Advanced Market Structure. Thì trong chủ đề ngày hôm nay á, mình sẽ đề cập đến những vấn đề sau. Đầu tiên đó là STH, STL, ITH, ITL, LTH, LTL, và lưu ý và ví dụ, và cuối cùng là tổng kết. Thì tí nữa đi vào trong với từng mục, mình sẽ giải thích ý nghĩa của từng cái thuật ngữ này nó là gì để cho mọi người nắm rõ hơn và hiểu rõ hơn. Thì đầu tiên bây giờ mình sẽ vào với STH, STL là gì. Thì STH nó viết tắt của từ Short Term High, còn STL nó viết tắt là Short Term Low. Thì tất cả các đỉnh trên thị trường á, nó đều được gọi là Short Term High, có nghĩa là những cái đỉnh mà nó được hình thành trên thị trường nó đều được gọi là short term high, còn những cái đáy nó được hình thành trên thị trường thì nó đều được gọi là short term low, như anh em đã thấy ở đây. Thì đó là về ý nghĩa của STH và STL, anh em hãy lưu ý và nhớ nó nha. Thì tiếp theo mình sẽ tới với mục thứ hai là ITH và ITL. Thì đầu tiên mình sẽ đi tìm hiểu về ITL là gì. Thì ITL nó chính là viết tắt của Intermediate Term Low. Thì đây là một cái ví dụ minh họa để cho anh em dễ hình dung hơn. Thì tất cả những cái đáy này như mình đã nêu ở mục 1 á, thì nó đều được gọi là Short Term Low. Và anh em hãy để ý vào cái đáy mà mình đánh dấu, nó có cái gì đặc biệt hơn những với cái đáy còn lại. Thì cái đáy này có phải là nó thấp hơn cái đáy ở bên trái nè, thấp hơn cái short term low ở bên trái, và nó thấp hơn cái short term low ở bên phải, thì đó là điều đầu tiên đúng không? Và cái điều thứ hai, có phải nó bị kẹp giữa bởi hai cái short term low ở hai bên? Thì nó thỏa mãn hai điều kiện này thì nó được chuyển hóa thành ITL, có nghĩa là Intermediate Term Low. Thì đó cũng chính là cái điều kiện để hình thành nên ITL. Anh em chỉ cần nhớ là nó bị kẹp giữa và nó thấp hơn hai cái đáy của hai bên, hai cái short term low hai bên là được. Thì bây giờ mình sẽ đi tìm hiểu về ITH. Thì ITH nó viết tắt của Intermediate Term High, thì nó cũng giống như với ITL nhưng mà nó ngược lại mà thôi. Thì tất cả những cái đỉnh này nó đều được gọi là short term high, và cái đỉnh nó bị kẹp giữa bởi hai cái short term high và nó cao nhất ở cái đỉnh này thì nó được gọi là ITH, là Intermediate Term High. Bây giờ mình sẽ tới với mục thứ ba là LTH và LTL. Thì LTH á, là nó viết tắt của Long Term High, còn LTL là viết tắt của Long Term Low. Thì bây giờ mình sẽ đi tìm hiểu cách xác định của Long Term High và Long Term Low. Thì đầu tiên, Long Term High được xác định như thế nào? Thì đây là Short Term High, thì cái đỉnh ở giữa này nó là ITH, là Intermediate Term High. Tiếp theo, đây cũng vậy, thì cái đỉnh này nó sẽ chuyển hóa được thành ITH, là Intermediate Term High. Tiếp theo, cái đỉnh này cũng vậy, là ITH. Thì cách xác định LTH á, là nó cũng giống như cách xác định ITH, là nó phải bị kẹp giữa bởi hai cái ITH. Thì cái đỉnh cao nhất mà bị kẹp giữa hai cái ITH á, thì cái đỉnh này đúng không? Thì cái đỉnh này nó được chuyển hóa thành LTH, là Long Term High. Cũng giống như vậy nhưng mà ngược lại,
thì mình sẽ đi xác định được long term low là LTL. Thì đây là cái đỉnh short term low bị kẹp giữa bởi hai cái short term low hai bên, và thấp nhất thì nó được chuyển hóa thành ITL. Thì mình đã có ITL đầu tiên, thì tiếp theo cái đáy này ITL, và bên này cũng vậy, cái đáy này nó cũng sẽ chuyển hóa thành ITL. Thì mình đã có ba cái ITL, và cái ITL thấp nhất này nó bị kẹp giữa bởi hai cái ITL này thì nó cũng sẽ được chuyển hóa thành LTL là long term low. Thì đi qua ba mục thì chắc chắn anh em cũng đã biết cách xác định short term high, short term low, intermediate high, intermediate low và long term high, long term low rồi chứ. Bây giờ mình sẽ tới với mục thứ tư, đó là lưu ý và ví dụ. Thì điều đầu tiên á là mình cần lưu ý với anh em là mình phải thấy giá nó tương tác với hai time frame media range. Cái điều này mình đã nhắc đi nhắc lại với anh em ở nhiều bài, nhiều lần rồi. Mình phải cần thấy được cái bối cảnh ở hai time frame nó trông như thế nào thì lúc đó mình mới có một cái kế hoạch giao dịch nó hiệu quả. Thì bây giờ mình sẽ tới với ví dụ này, minh họa này. Thì thường như anh em thấy hay để ý á, giá nó sẽ tạo long term high khi nó chạm vào premium range của hai time frame, và nó sẽ tạo long term low khi nó chạm vào discount range hai time frame, đúng không? Và anh em sẽ thắc mắc á, để mà xác định một cái long term high thì nó phải cần có hai cái intermediate term high. Vậy để nó hình thành xong như vậy á thì giá nó chạy luôn xong rồi thì sao? Nó tới liquidity luôn rồi thì sao? Sao mà mình giao dịch, đúng không? Chắc chắn là anh em sẽ muốn là phải bắt được ngay cái long term high hay là cái short term high này. Thì câu trả lời của mình á, nó đơn giản thôi, là anh em hãy siêng backtest nhiều lên. Tại vì sao? Tại vì á, khi mà anh em backtest, anh em sẽ có ký ức giao dịch và anh em sẽ hình dung được cái mẫu hình đó. Tại vì trong quá khứ nó đã lặp lại thì ở trong tương lai nó sẽ xảy ra. Bởi vậy mình đã viết một cái bài về My Edge, My Memory. Mọi người hiểu đơn giản ở cái bài đó là khi thị trường nó chơi cờ, đúng không? Nó như một tuyển thủ chơi cờ. Nó đi nước nào thì trong đầu của mình có phải mình sẽ hình dung lên một cái kế hoạch ở tương lai và một kết quả ở tương lai khi mình đi nước cờ đối kháng với lại đối thủ như vậy. Thì áp dụng vào trading nó cũng vậy. Thì thị trường nó sẽ show cho mình cái điều gì, và mình sẽ có rất nhiều kế hoạch, rất nhiều ý tưởng và nhiều kết quả. Thì nó ứng với cái gì thì mình sẽ đi nước đó với nó. Nhưng mà để giao dịch được ở cái low time high này á thì khả năng rất là khó. Nó cần rất nhiều sự hợp lưu giữa high time frame và low time frame thì mình mới có thể giao dịch được, thậm chí là ở cái short term high này. Nhưng mà thông thường á thì các nhà giao dịch sẽ đợi hình thành lên tới intermediate high ở bên này và sau đó tham gia giao dịch ở với cái short term high này. Anh em hiểu ý mình chứ? Nếu mà anh em không đủ khả năng thì hãy chờ đợi để xem xác nhận của thị trường. Lúc đó mình sẽ biết mình nên đi nước cờ nào. Tới với điều thứ hai thì short term high, short term low nó là những cái đỉnh, những cái đáy trên thị trường như mình đã đề cập ở mục 1. Nó chỉ đơn giản là thế thôi. Điều thứ ba là ITH, ITL là intermediate term high, intermediate term low nó sẽ là đỉnh đáy bị kẹp ở giữa short term high và short term low. Cái điều thứ tư đó là long term high, long term low nó cũng tương tự như cách xác định intermediate high và intermediate low. Để một đỉnh và đáy được gọi là long term high và long term low thì điều đầu tiên nó phải là ITH, nó là intermediate term high và intermediate term low trước, và nó phải nằm giữa hai cái intermediate term high và intermediate term low thì nó sẽ được gọi là long term high và long term low. Và điều thứ năm là nếu sắp xếp theo mức độ mạnh để tin tưởng thì mình sẽ sắp xếp từ long term high, nó sẽ mạnh hơn intermediate term high và nó sẽ mạnh hơn short term high. Nhưng mà không có cái gì gọi là tuyệt đối trên cái thị trường này cả. Và điều anh em phải thấy là được sự logic trên thị trường, chứ không phải là mở chặt lên mau mau cầm con chuột kẻ và vẽ là auto kiếm được tiền. Điều thứ sáu là nếu mọi người là một người mới, lời khuyên của mình là nên tập xác định ở hai time frame cho quen trước đi đã, từ từ hắn mò xuống lâu time frame. Thì bây giờ mình sẽ tới với ví dụ. Thì đây là ví dụ đầu tiên. Ở đây á, mình đang để biểu đồ của daily time frame. Thì như mọi người đã thấy á, là giá nó lấy cái clean sweep, nó lấy cái liquidity ở cái đỉnh này ra khỏi thị trường này. Sau đó nó quay ngược xuống, nó xác nhận cho mình bằng hành động là MSB bearish. Thì lúc này á, mình sẽ xác định được video range. Và ở đây á, mình có daily Fibonacci gap nữa nè. Thì có phải anh em thấy á, là giá cái đoạn này nó đi từ ERL vào tới IRL và sau đó nó đi từ IRL ra tới ERL, đúng không? Thì anh em để ý một xíu ở chỗ này nè, là tuần trước á, là giá nó đã một lần nó chạm vào cái CE
của Daily February Gap rồi này, cho tới tuần sau là cái ngày hôm thứ ba, là giá nó tiếp tục quay ngược lên, nó lấy cái high của tuần trước là previous weekly high á, cái này. Nhưng sau đó thì sao? Giá nó đã vẫn đóng cửa là hoàn toàn clean sweep ở bên dưới cái previous weekly high và dưới cái CE của Daily February Gap, và sau đó thì giá nó mới giảm về tới cái Daily DOL. Thì bây giờ mình sẽ vào với low time frame để xem cái ngày hôm thứ ba này nó có cái gì ha. Thì đây là 1H time frame. Thì trước đó anh em thấy nè, ngày hôm thứ ba giá nó đẩy lên, nó lấy cái previous weekly high và sau đó nó đóng đến hoàn chỉnh là clean sweep này ở ngày hôm thứ ba này. Và cho tới ngày hôm thứ tư á, thì giá nó giảm xuống, nó MSB bearish, nó xác nhận là bearish trong low time frame cho mình luôn. Nhưng mà một điều anh em thấy nè, cái ngày hôm thứ tư ha, giá nó gần về tới với Daily DOL, hay còn nói là giá nó gần ra tới RL, thì nó lại không có lấy ra khỏi thị trường mà nó lại quay ngược lên MSB bullish. Thì lúc này mình mới có dự đoán là ngày hôm thứ năm này nó khả năng nó là retracement. Thì nó retracement về đâu? Thì nó sẽ retracement về những cái liquidity, những cái vùng short mà trong quá trình nó tạo ra, trong quá trình nó đi xuống, nó MSB bearish này, này thì khả năng nó sẽ tôn trọng, đúng không? Thì ở đây á, mình có H4 value gap này. Thì như anh em thấy á, là giá nó vừa chạm vào cái H4 value gap á, thì nó đã làm sao? Đóng nến hoàn chỉnh clean sweep ở bên dưới cái Asian high ha. Và sau đó giá nó mới giảm về tới cái Daily DOL. Bây giờ mình sẽ nốt cái Advanced Market Structure lên cho anh em nhìn này. Thì có phải á, khi mà giá nó lên, nó lên nó lấy cái previous weekly high này và nó đóng nến là clean sweep và sau đó nó quay xuống, nó MSB bearish á, thì mình có khả năng xác nhận đây là high of the week, đúng không? Thì đây là bên này nó có ETH này, mấy cái ETH bên này mình không có đánh dấu. Thì để xác định đây là LTH á, thì mình phải cần một cái ETH nữa ở bên này, thì đây mới là LTH, đúng không? Thì để làm sao mà mình sẽ xác định dự đoán được cái ETH này nó tạo ra, nếu mà đợi nó xác định hoàn chỉnh á, thì nó phải cần một cái short term high ở đây nữa, thì cái này mới được gọi là ETH. Thì giá nó đã lấy cái liquidity này ra khỏi thị trường rồi. Như ở bài liquidity mình đã nói, cái mục tiêu mà nó đã lấy ra khỏi thị trường rồi, liệu bây giờ mình tham gia tiếp ở cái giai đoạn này thì nó có an toàn hay không, hay mình trở thành liquid tươi, đúng không? Mục tiêu mà mình không có thì mình tham gia cái trade đó nó có ý nghĩa hay không, hay là vào để cho sướng tay đó, để em tự hiểu ha. Thì nếu mà tham gia ở cái giai đoạn này á, thì nó đã trễ rồi. Vậy làm sao để tham gia cái giai đoạn này? Thì chỉ có bằng việc là backtest. Cái việc mà backtest ở đây á, mình hay nói á, là không phải là anh em lấy cái mẫu hình đó ra, anh em đi backtest, sau đó anh em nốt tỷ lệ RR ra để anh em thống kê xem thử nó có tỷ lệ win cao, nó cho mình lợi nhuận cao hay không. Mà cái mình muốn bắt test ở đây á, là anh em hãy làm sao bắt test được nhiều cái khả năng, nhiều cái hành động xảy ra trên thị trường nhất có thể, để anh em nhớ nó vào đầu, nhớ nó vào. Thì lúc đó anh em sẽ tạo cho mình một cái thói quen, một cái phản xạ. Ừ, là khi giá nó tạo như thế này thì khả năng tiếp theo giá nó sẽ có thể như thế nào. Thì cái đó chỉ có bắt test nó làm được, nó giúp được cho anh em. Khi mà nó MSB ở đây á, thì khả năng đây nó là high of the week rồi nè. Thì đây nó cũng chính là khả năng là long term high. Thì để nó thỏa điều kiện long term high thì nó phải có một cái ETH. Thì cái ETH nó sẽ xác nhận ở đâu? Thì như mình đã nói á, là ngày hôm thứ tư này, nó gần về tới Daily DOL, nó lại không lấy ra khỏi thị trường mà nó lại quay lên MSB bullish. Thì lúc này thứ năm khả năng nó là retracement. Thì trong cái giai đoạn retracement này, nó sẽ khả năng nó sẽ tạo ETH. Và nó tạo ETH ở đâu? Nó sẽ tạo ở những cái nơi mà liquidity mà trước đó này nó giảm xuống, nó MSB á, thì khi nó lấy ra khỏi thị trường thì nó sẽ có thể tạo được ETH. Thì như anh em thấy nè, ở đây giá nó retracement lên, nó vừa chạm vào cái H4 value gap á, thì nó lấy cái Asian High ra khỏi thị trường này. Và một H nó đóng nến hoàn chỉnh là clean sweep ở bên dưới cái Asian High. Thì lúc này mình khả năng mình đoán đây là ETH rồi. Và điều mình cần làm là mình xuống low time frame thì nó sẽ có setup cho anh em ở đây để tham gia về tới cái Daily DOL. Chứ không phải là mình đợi nó xác nhận thêm cho mình một cái short term high nữa bên này để nó rõ ràng nó tạo ra cho mình cái ETH và sau đó mình mới tham gia. Không được. Tại vì lúc này cái mục tiêu của mình nó đã lấy ra khỏi thị trường rồi. Thì anh em hiểu ý mình nhé. Anh em phải cần backtest thật nhiều để anh em có thật nhiều ký ức về thị trường. Thì lúc đó anh em sẽ có nhiều khả năng dự đoán được cái hành động tiếp theo, giá nó sẽ như thế nào. Bây giờ mình sẽ tới với ví dụ tiếp theo này.
Thì ở cái ví dụ này nó là range. Như anh em thấy đây là range low, đây là range high. Thì sao? Sau khi giá nó quay xuống, nó manipulation. À, ở đây nè, nó manipulation. Nó quay ngược lên, nó MSB bullish cho mình. Thì lúc này mình xác định được video range. Và anh em nhìn thấy sao? Giá nó giảm về với cái discount range. Và bên này mình có gì? IFVZ đúng không? Giá nó hoàn toàn, nó được giữ bởi cái IFVZ này. Và sau đó nó tiến ra tới cái range 2. Và cái liquidity gần nhất là ở đây nè. Bây giờ mình sẽ vào với low time frame này. Anh em nhìn. Thì như anh em có thể thấy á, là cái vùng giá này là vùng giá nó về tương tác với lại IFVZ của daily time frame này. Thì trong low time frame á, thì ở cái ví dụ này anh em có hẳn tới 2 tuần để mình xem xét tham gia giao dịch và để xác nhận ETL. Thì như khi mà giá nó về nó tương tác với IFVZ á, để mà nó hình thành nên cái ETL này á, thì đối với trường hợp này nó dễ hơn với cái trường hợp trước. Tại vì sao? Tại vì sao mình nói nó dễ hơn? Thì như anh em có thể thấy nè, giá nó đẩy xuống, nó clean sweep cái STL đằng trước nè, sau đó nó quay ngược lên MSB bullish, nó tạo cho mình thành một cái breaker block đúng không? Thì khi mà nó hình thành một cái breaker block nè, thì nếu mà nó không có hình thành cái STL này đi, thì khả năng giá khi nó retrace mình về đây nè, ít nhiều nó cũng có tôn trọng và nó sẽ tạo cho mình một cái STL ở đây đúng không? Thì lúc này là cái này thành ETL, thì cái này thành LTL đó. Thì đối với trường hợp này nó dễ hơn, nhưng mà ở đây nó đã tạo cho mình ở trên đây nè, nó tạo cho mình là một cái STL rồi. Thì khi mà nó retrace mình về cái breaker block này nè, thì mình có thể giao dịch ở đây và stop loss của mình sẽ đặt xuống thấp hơn bên dưới cái ETL là được, thì nó ít khả năng bị quét hơn. Thì cũng tương tự với như vậy á, thì anh em điều đầu tiên á, là anh em cần phải xác định được STL, STH trước đi. Đó, nó cứ theo tuần tự, sau đó anh em xác định ETL, ETH rồi, anh em xác định được ETL, ETH rồi, thì anh em sẽ xác định được LTL, LTH. Đó, cứ tương tự như vậy. Thì anh em có thể thấy ở cái ví dụ này á, thì mình đã xác định được cái bối cảnh của hai time frame á, thì mình sẽ canh lock khi mà nó về tới discount array thôi, và sau đó mình sẽ long lên. Chẳng hạn như nó về tới discount array, nó tôn trọng ở FPG đi, nó tạo ETL ở FPG, thì lúc đó mình sẽ tham gia lên. Và không phải khi mà anh em thấy được cái bối cảnh anh em cứ all in mà không chuẩn bị sẵn sàng cho mình những cái bias để đối phó với thị trường, mà anh em lại all in á, thì cái điều đó mình không thể làm được ha. Mình không chắc, mình không biết được tương lai nó sẽ như thế nào. Không phải là mình xác định được ở đây mà mình đặt take profit một cái về tới đây. Nếu mà mình thấy được, mình làm được như vậy thì mình bán nhà, bán xe, mình all in rồi. Chứ không phải là mình level to level, có nghĩa là mình trade từ liquidity này tới liquidity kia. Thì như anh em có thể thấy á, chẳng hạn như tới đây nó không có tôn trọng cái rejection block này đi, mà nó lại đẩy xuống thấp hơn thì sao? Anh em có chuẩn bị cho mình một cái hành động mà khi nó xảy ra như vậy không? Thì anh em hiểu ý mình không? Nên là mình hãy trade level to level, và anh em hãy xác định như mình đã nói rồi, cứ xác định STL, STH xác định trước đi, cứ lần lượt thì mình sẽ xác định được mà thôi. Thì qua hai ví dụ thì chắc anh em cũng đã hiểu cái điều mà mình muốn truyền tải ở trong chủ đề này và cái cách mà mình suy nghĩ về thị trường. Thì bây giờ mình sẽ tới với tổng kết. Thì điều đầu tiên á, là mình phải nói với anh em, đây là ý kiến cá nhân của mình. Mình luôn ưu tiên việc xác định kỹ xu hướng thị trường ở hai time frame, vì mình sử dụng hai time frame để làm direction và order follow. Không phải là lúc nào xu hướng thị trường nó cũng clean để cho mình dễ giao dịch cả. Mình chỉ giao dịch khi mà nó clean mà thôi. Nếu như phân vân á, thì mình sẽ đứng bên ngoài. Và cái điều thứ hai á, là advanced market structure chứ không phải là chén thánh, mà anh em thành thánh nó và áp dụng nó một cách máy móc. Nên đừng thành thánh nó lên quá, phải kết hợp với những concept khác. Chỉ giao dịch khi mình hiểu được cái sự logic trên thị trường. Điều thứ ba là đối với mình không có setup nào hoàn hảo 100%, và trading là công việc với xác suất. Anh em hãy backtest những kiến thức mà team tụi mình đã chia sẻ cho anh em, đến khi nào anh em tự tin với nó thì thôi. Và cuối cùng, mình đánh giá cao sự nhấn lại của anh em đã cố gắng xem hết video này. Cảm ơn và chúc anh em thành công.